nay ẻn phụ bố mẹ sơn lại mái nhà của mình. Chẳng may nó bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống. Trời ơi, khổ thân con ẻn, bị gãy nguyên hàm răng rồi mà vẫn phải ăn cơm chó. Bố ơi, con làm rơi Redmi Note 12 vào nước. Hả? Cái Xiaomi 5 triệu mới mua xong á? May quá, camera và chip vẫn xịn và ngon. Cái gì ngấm nước cứ cho vào thùng gạo là được. Trời ơi, sao lại tè dầm về con? Ướt hết rồi. Con ẻn đần độn này, đồ đạc bị ẩm ướt thì mới cho vào thùng gạo. Chứ thằng nhóc này tè dầm mà mày cho vào thùng gạo thì đến lúc ăn cơm, bát cơm có mà sặc mùi nước tiểu à? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Mưa đầu mùa, quay lại rồi. Cái cảm giác, hương vị này. Nhớ quá. Xem gương mặt của thằng tí, có vẻ nó đang rất thất thú khi uống nước mưa của cơn mưa đầu mùa chảy từ trên mái nhà xuống. À mà khoan, mình nhớ lúc này có con chim ẻ trên mái nhà mà ta. Có đau không bác sĩ? Em sợ chích lắm. Cậu yên tâm, như kiến cắn thôi à. Chích thuốc thì chỉ như bị kiến cắn thôi. Nhưng con kiến nào cắn thì bác sĩ có nói đâu. Con kiến bình thường thì không sao, chứ bị vua kiến mẹ ru em này cắn thì xác định đang xuất khỏi trái đất luôn. Bởi vì vua kiến mẹ ru em này là một trong những sinh vật mạnh nhất trong bộ anime Hunter x Hunter mà. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Dì ơi, con muốn đi chơi hội. Chơi bời cái gì, làm bài tập chưa mà đòi đi. Thầy Tâm đang vất vả ngồi làm bài tập thì có một ông Bụt hiện lên để giúp đỡ cô ấy. Bụt ơi. Trời ơi, có vẻ như ông Bụt đang bất lực vì những bài tập về nhà siêu khó của Tâm. Thế là từ đó, Tâm chăm chỉ học hành, trở thành con ngoan trò giỏi. Ba mẹ con sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Trong lúc hoàng thượng đang vi hành, ông được thưởng thức một đĩa cơm rất là ngon. Ngon quá, đỉnh quá. Ui, cơm này ai nấu, xưa này ai ướp, là con lão làm. Tấm, vua. Từ đó, Tấm và vua sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Để ghi nhớ món ăn tuyệt kia, vua Ben đặt tên cho nó là cơm tấm. Rồi ôi, từ truyền tấm cám, sao bỗng dưng lại trở thành sự tích cơm tấm thế này? Bố gọi tụi con có chuyện gì á? Các con thử bẻ bỏ đũa này xem. Hai cậu con trai dùng hết sức của mình, nhưng chả thể nào bẻ gãy được bỏ đũa đấy. Không được đúng không? Bài học rút ra là... Bố à, đây là đũa inox mà. Ôi, ông bố đang định nói đạo lý mà hai đứa con lại đi bắt bẻ, thành ra ông cụt hứng luôn rồi.